Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn vấn đề chúng ta sẽ cắt cái phần sàn thừa so với khối massing ở đây. Bạn nhìn thấy đây chưa? Nha. Vấn đề này rất đơn giản. Chúng ta sẽ vào phần Architecture Component Model in Place. Chúng ta chọn ở đây đúng đối tượng là Floor. Ok. Các bạn để chọn đánh tên ở đây là khối cắt sàn 01. Ok, các bạn chọn là xem mặt phẳng, pick your plane là pick cho mặt phẳng làm việc, còn tên chúng ta vẽ rep plane chúng ta sẽ chọn cho nên, nhưng còn chúng ta sẽ pick your plane là chọn là mặt phẳng này. Ok, về mặt front đây thôi, và các bạn vào đúng cái lệnh là lệnh void from này, là dùng extrude này, là dùng pick pick line là chính xác. Ok, tôi vẽ đường này. Các bạn vẽ quá xuống một chút nhé. Tôi vẽ trên được thẳng. Tôi vẽ lại. Này. Dùng lệnh cream. Này. Rồi ấn Finish. Ok. Bạn sẽ thấy đây. Chọn được khối rỗng này. Bạn kéo qua. Kéo hết qua những phần mà nó cắt qua cái sàn này. Ta dùng lệnh cắt. Cắt geometry thôi. Chọn sàn và chọn đối tượng. Chọn sàn. Qua lựa chọn khéo một chút. Đây. Cắt. Đấy, khối rộng này. Bạn thấy chưa? Chúng ta được cắt hết cái phần sàn nha. Rồi tới Finish. Và sau đây chúng ta sẽ bố trí dầm, một cái dầm nó chéo theo cái này. Chúng ta mong muốn. Đây tôi sẽ về tạo về mặt đứng sau này. Các bạn thấy về mặt đứng đây thì các bạn sẽ thấy này. Tầng 1, tầng 2 nó màu xanh là ký hiệu. Tầng 3, tầng 4 là do tôi copy lên. Thì cái phần copy này sau này copy level có nghĩa là tương ứng với việc là chúng ta các cái tầng điển hình giống nhau, ta không cần thể hiện ra đây thì chúng ta sẽ sử dụng lệnh copy. Đúng không? Và chúng nó chưa được thể hiện ra ngoài này thì nó sẽ có màu đen, còn nó được đưa ra phần project folder thuộc về view thì nó sẽ có màu xanh. Chúng ta muốn lấy ra là vào view, vào plane view. Đây mục floor plan này, trong đây nó có floor plan này. Ta chọn tầng 3, tầng 4. Ok. Thì khi chúng ta về vào tầng 3, tầng 4 được ra ngoài thì vẫn tương đương với việc nó sẽ màu xanh và nó hiển thị đây sẽ là dạng là mặt phẳng tham chiếu 3D xuất hiện. Và bây giờ muốn bố trí dầm cho công trình này thì chúng ta có thể là vẽ một cái rep plan này, chúng ta dòng ví dụ tầng 2 đây. Đây. Tôi chưa vẽ lưới trục, nếu bình thường các bạn vẽ thì các bạn vẽ lưới trục vào đây. Ở đây tôi vẽ chỉ có công trình này thôi thì đương nhiên là tôi chỉ cần vẽ một cái rep plan này. Đúng không? Mà tôi đặt tên cho nó. Click tên này. Dầm 1. Dầm 01. Ok. Các bạn sẽ về mặt bằng. Đây các bạn thấy dầm chưa? Tôi lên tầng 2. Bố trí một cái dầm 01 ở đây. Thì tôi vào phần structure beam. Bạn có thể chọn ở đây là load family. Tôi chọn vào phần structure framing. Này ok. Đây cột gỗ à, dầm gỗ dầm thép bê tông đúc sẵn này nhá, nó dùng hệ bê tông lắp ghép, còn đây là bê tông đổ thể chỗ concrete này. Và này chọn được cái dầm mình recta này đúng không, 400 nhân với 800 thì chúng ta có thể tùy chỉnh kích thước edit size duplicate lên. Các bạn đặt đây dầm thì thường cái hiệu D1, ví dụ D1 khoảng cách ví dụ như là 220 nhân với cả tôi cho đây là 650 ok mm cách ra. Ok. 220 thông số của BH 650. Ok. Đang vẽ đây. Đã chọn này automatic. Ok. Và nhìn về 3D. Bạn thấy cái dầm đấy chưa? Đúng chưa? Mà vấn đề đây chúng ta có thể đặt một mặt cắt qua đây để chúng ta chỉnh cái độ nghiêng này. Hoặc chúng ta sẽ về mặt đứng. Đấy với công trình đơn giản chúng ta về mặt đứng, còn không thì chúng ta phải xử lý qua mặt cắt. Vị trí này vào view chúng ta dùng mặt cắt building section thì thường là cắt qua toàn bộ công trình, còn chúng ta đã dùng mặt cắt đấy nó có các cấp độ như sau là mặt cắt qua toàn bộ công trình, mặt cắt chi tiết tường và detail là mặt cắt chi tiết của nhỏ hơn của phần wall. Nó chia ra làm ba cấp độ lớn, cấp độ building là toàn công trình có cả size địa hình tất cả mọi thứ. Còn wall section là cắt chi tiết có ví dụ như là thang, vệ sinh hay là các chi tiết tường, ban công
còn detail là các cái chi tiết nhỏ hơn. Chọn word section, các bạn đây nha. Đây là phần view thể hiện chúng ta nhìn đâu. Phần chi tiết này tôi chỉ cần cắt để tôi xử lý thôi, nên là vấn đề là khi bạn click đây, các bạn là chuột phải chọn đây, chuột phải go to view, nhìn ngay cũng sẽ mất dần như thời gian. Thì chúng ta thay vì việc đấy, chúng ta click đúp thẳng trực tiếp vào đây, đến cái view này và quản lý hiển thị. Đây là world section, section one. Vấn đề đây, trước tiên chúng ta muốn xử lý này, chúng ta phải tôi có thể cho sàn này giấy lên chẳng hạn lấy 300, bạn sẽ thấy này, nó vẫn thay đổi theo này đúng không. Và này đây, chọn này thì các bạn sẽ phải dim cho tôi, dùng annotation này mở phần dim angular này, chọn này. Này các bạn nhìn đây, tôi đang dim ở góc này là góc 27,77 độ. Tôi chọn này, nhập số ở đây 27,77 độ, ok nha. Nó xóa mất cái dimension của mình đây, bạn thấy không đó. Nếu mà trước khi dim chúng ta có thể là chọn thằng này align vào trong hay như nào thì tùy chúng ta, chọn đây hoặc là cốt cao độ ở đây chúng ta muốn cho thấp xuống hay nhạt, ta có thể dim kích thước để chuyển 27,77. Cái cách này thì chúng ta sẽ làm nó hơi mất thời gian chút. Tôi dùng lại align al modify này, align chọn này này, ok này, thì cho nó trừ xuống khoảng là 50. Đây là hai đầu nhá, star level offset này, các bạn nhìn này, dầm nó sẽ có hai kích thước, đầu này điểm đầu điểm cuối này. Tôi đang nhập điểm cuối này, trừ 50 tôi cho trừ 100 nhá, ok này. Điểm này thì đương nhiên tôi cũng phải cho xuống bao nhiêu, trừ 100. Nhưng mà khi tôi align thằng này vào ấy, thì cái đây nó không phải còn là 100 nữa. Tôi về mặt cắt thì bạn sẽ thấy này. Nếu bạn dùng lệnh mover này, này. Ok được chưa, chúng ta có thể dùng lệnh join, join geometry, chọn đối tượng dầm, chọn đối tượng sàn dầm, không thể join, không thể cắt join element đối tượng này, nó chọn này mover đó, phần này tôi chưa sát này. Chúng ta mover vô góc nhé, dùng lệnh thin line tl để người ta biết rõ được cái điều này. Trời, không thể join được. Phần cắt qua này chúng ta phải lên trên mover, trời tới thử nhé. À ok, có nghĩa là nó sẽ phải cắt qua phần như này đúng không, như này thì nó sẽ rất là khó để đúng cái cấu tạo mà chúng ta mong muốn. Này thì làm bị lỗi vấn đề gì rồi này, thế là trời, ok đang bị lỗi một cái phần này đó. Còn tôi sẽ bảo các bạn cái cách nữa nó sẽ ổn hơn là chúng ta sẽ vào structure, vào shape, vào dùng floor shape add, chọn này, cái này sẽ nhanh hơn rất là nhiều này, chọn này. Đây cắt chéo rồi, vào floor shape add. Tôi chỉ việc tích thôi.
Thì các bạn thấy cái phần cái sàn này được nhô lên đây. Và vấn đề đây chúng ta muốn tạo cái sàn này thì chúng ta sẽ tạo một cái profile theo ý chúng ta mong muốn. Đây, vào đây. New Family. Tôi chọn Magic Profile. Ok. Tôi vẽ cho nó một cái kích thước. Trước khi vẽ thì đây, trước khi vẽ các bạn nên khóa lại những cái mà chúng ta cần đặt parameter cho nó. Đi. Tôi gặp đây là A. Ok. Cái này tôi đặt B. Ok. Nha. Tôi can connect. Slap. Nha. New tạm desktop. Load. Nào ok, chọn này. Edit try, duplicate. Là ghi là D1 là nha, ví dụ 220 nhân 650 là ok. Chọn này, chọn là phần stamp này. Ok, này bạn thấy đấy chưa? Và cái kích thước này nó muốn chuẩn đấy, chuẩn chỉ hay không ấy thì các bạn có thể chỉnh sửa ở cái phần family này, slab này, chọn này, phần Ctrl C, ok. Bạn vào phần chuột phải vào phần family, chọn search, Ctrl V, bạn xóa cái chữ slab này. Này, bạn sẽ preview đến đúng vị trí slab này. Này, bạn thấy chưa? Hoặc các bạn có thể chọn ở đây là cái phần profile của nó, slab này, nha. Chúng ta chọn là profile, này, profile này. Slab. Ta chọn vào phần profile. Trong đây nó sẽ có profile, có snap này, bạn thấy nha, chọn này, bạn đắp cái snap một click đúng rồi, bạn sẽ có thông số đây 220 nha, 650 ok, chọn này, edit file, chọn vào gì slab one ok nha, các bạn đã hình thành cái phần slab dầm này chính xác hơn đúng không? Ok, xin chào các bạn.